Chào mừng tất cả các bạn đến kênh mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài TikTok Trung Quốc hệ lệnh Android. Cái này có hai cách. Trước tiên mình sẽ dẫn các bạn cách một trước đã. Bước đầu tiên là sẽ vào Google Maps, xong rồi tìm kiếm Douyin ở ngay cái trang đầu tiên và ấn vào, xong bắt đầu ấn tải. Cuối cùng chúng ta đã thể xong. Bạn từ chối này. Thế là xong một cách, thì mình sẽ xóa cái ứng dụng này nữa. Ok, thế là xong. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Vẫn vào ứng dụng đấy. Bạn chỉ cần tải theo đường link của mình. Tôi thuận từ chối tiếp này. Cách dùng giống hệt TikTok của Việt Nam không? Đây là số điện thoại, cái mà cài đặt. Các bạn thì hãy nhớ chia sẻ like giúp mình nhé.